xin chào, kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tới Tinh Tế anh chị. Hôm nay em lại mang một cái siêu phẩm chậu rửa chén anh chị, một siêu phẩm rất đặc biệt luôn, phiên bản đặc biệt luôn đi và phiên bản giới hạn luôn. Anh chị nhớ theo dõi hết video của Tới nha, và Tới sẽ đổi camera để quay tập thùng cho anh chị mình xem luôn nha. Và cái chậu này anh chị, chúng ta chỉ có phiên bản là kích thước là 88 x 46, anh chị. Này là cái size chở thùng của mình sau khi mình đã đóng gói nè, là 940 x 510 và 265 là sau khi đã đóng gói. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra thùng này cho anh chị mình xem nhé. Thì hôm nay thì em quay chỉ có một mình thôi, cho nên là nó khá bất tiện về cái vấn đề tập hợp, nên anh chị thông cảm dùm Tới nha anh chị nhé. Tức là mình sẽ có một cái cây gỗ rửa chén nè, để mình tăng đưa nè. Đó, một cái đây là hệ thống ống vòi đó. Cái này là cái bộ xả của chậu, và cái này là cái bộ phận gửi ly anh chị. Đó, cái này là cái phần gửi ly, gửi ly tự động ở trên chính liền trên cái chậu luôn. Rồi, tiến hành ginh ra cho anh chị mình xem trực tiếp nè. Đây chính là sản phẩm chính ngày hôm nay anh chị nhé. Chúng ta sẽ có thước là 88 x 46 anh chị. Nè anh chị nhìn, chúng ta nhìn xem sơ ha. Đây nóc 34, và thứ nhất là chúng ta được phủ nano, nano màu, gọi là màu nó xám xám đen đen anh chị, nó cũng rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Ở cái đặc điểm mà nổi bật của cái sản phẩm này anh chị, thì anh chị có thể thấy nè, cái lỗ xả tràng nè, nó thay vì những dòng thường khác thì chúng ta sẽ làm những cái lỗ xả tràng nó không được đẹp lắm chị, có lỗ, nhưng mà sản phẩm này đó, chúng ta được một cái lớp đầy xả tràng ngay luôn, thì nhìn nó sẽ cực kỳ đẹp ở trong sản phẩm luôn anh chị, nhìn nó cực kỳ đẹp luôn đó, rất là đẹp tuyệt vời luôn. Và cái thứ hai nữa, ở cái điểm sản phẩm này là cái chỗ mà chúng ta gắn thức dao, thay vì những cái kia sản phẩm kia là người ta chỉ là một cái nắp chụp đậy lên thôi và mình dặn là thôi, nhưng sản phẩm này chúng ta dập khắc ở trên một mặt liền như vậy luôn anh chị đó, mặt liền như vậy luôn. Và cái điểm thứ ba nổi bật của sản phẩm này nữa là chúng ta sẽ tích hợp luôn là cả bộ phận gửi đi sẵn cái đây đó anh chị. Khi mình nhận vào đây nè, đó, khi mình nhận vào đây nước sẽ tiêu lên và những chỗ này cũng xây nó rửa lên đó, đúng là nó rửa tuyệt vời luôn anh chị ha, nước bắn lên tuyệt vời luôn. Đây đến đặt khi mà mình up rồi trên đây, mình hãy up trực tiếp trên đây cũng được nha anh chị nhé. Và dưới đây thì chúng ta cũng có một cái hệ thống xả nước ra bên ngoài theo đường bao xả của chậu mình luôn, đó, khá tuyệt vời, khá thẩm mỹ luôn anh chị. Và cái sản phẩm này anh chị thì chúng ta có luôn cả bộ xả đi kèm của nó đầy đủ anh chị. Và đặc biệt hơn á, là cái sản phẩm này chúng ta có hai phiên bản anh chị, một phiên bản màu đen và anh chị vừa xem, và cái tiếp là phiên bản màu gọi là màu vàng đồng anh chị, khá là đẹp luôn anh chị, như xem tiếp video của Tới nha. Và đây chính là phiên bản màu vàng đồng anh chị nhé, và vàng đồng và màu đen, chúng ta về kết cấu đều là như nhau hết chị, nó không khác nhau gì cả về màu sắc nè. Và nhất đặc biệt hơn là cái độ dày của hai sản phẩm này chúng ta sẽ được khoảng tầm 3 ly anh chị. Cái độ dày của mặt chậu này chúng ta khoảng tầm 3 ly, còn phần thành chậu này chúng ta dày khoảng tầm là 0,9 ly gần 1 ly anh chị nhé. Và điều hai sản phẩm này thì chúng ta đều tích hợp luôn cả cái bầu rửa chén chị, và bên đây cũng vậy, cũng có một lậu xả như bên kia luôn, xả tràng. Về kiểu dáng này nó cũng giống nhau hết. Và bên ngoài của cái chậu thì chúng ta luôn có một cái lớp phủ, thứ nhất là miếng dán chống ngòn, cái thứ hai là phun sơn để chúng ta chấm ẩm hơi nước nè anh chị, nó rất tuyệt vời luôn ha. Hệ thống mà thoát nước á, nắp chụp của cái hố ga anh chị, thì chúng ta được nắp chụp vuông. Cái này chúng ta còn một lớp lông chúng ta chưa tháo nè, nó sẽ lại nắp màu, nắp mờ giống vậy anh chị, nhìn rất là sang luôn. Bên ngoài ở trong video thì anh chị không biết nhìn nó như thế nào, nhưng mà bên ngoài phải nhìn thực tế thì nó cực kỳ đẹp luôn anh chị, sản phẩm rất tuyệt vời luôn anh chị ha. Đó. Và trên cái chỗ mà chúng ta máng khăn là trên đây anh chị, nó có một cái đầu dốc chuối nước xuống nè, khi mà mình rửa thì nó sẽ nước nó chuối xuống đây. Và mình sẽ có ba lỗ, một lỗ chúng ta bắt vòi anh chị ha, một lỗ chúng ta bắt xay chai nhãn xà bông, nó khá là tiện lợi luôn, khá là đẹp ở cho sản phẩm ngày hôm nay anh chị. Và chắc là Tới cũng xin kết thúc cái video của mình ngày hôm nay review chậu rửa chén ngày hôm nay, và nó có kích thước là 88 x 46 anh chị nhé. Và cái bộ sản phẩm này chúng ta tích hợp luôn cả vòi rửa ly trên thành mặt chậu anh chị nhé. Và anh chị nếu như anh chị quan tâm sản phẩm này cũng như Tới thì gọi ngay hotline cho Tới là 0937 844450 anh chị nhé. Địa chỉ cửa hàng là 222 Bình Long, phường Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Còn giờ thì xin chào tất cả anh chị trong một video tiếp theo nha. Bye bye.